Đồng hành cùng phụ nữ biên cương là chương trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum và Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp triển khai. Chương trình đã tạo động lực tiếp sức để phụ nữ nghèo ở khu vực biên giới có thêm sinh kế, giúp giải quyết việc làm, từng bước vươn lên thoát nghèo. Xã Gia Đan có 637 hội viên phụ nữ, đa số chị em là người dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Để giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã vận động hội viên phụ nữ và các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn đồng hành cùng những hội viên phụ nữ nghèo bằng cách hỗ trợ sinh kế là giống cây trồng vật nuôi. Trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Đa đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cùng các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn xã và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ cho hội viên phụ nữ trên địa bàn xã là 4 con bò. Tính đến nay thì đàn bò đã sinh sản phát triển thêm một con bò. Thì qua chương trình đã làm thay đổi nhận thức cho các chị em hội viên phụ nữ, giúp cho chị em hội viên phụ nữ phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Gia đình chị Bùi Thị Hoa ở thôn Chư Hem, xã Gia Đan thuộc diện hộ nghèo. Để giúp gia đình chị phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cùng với đồn biên phòng Gia Đan đã hỗ trợ một con bò giống và hướng dẫn giúp chị biết cách chăm sóc. Đến nay, bò giống đã sinh được một bê con giúp gia đình chị có thêm nguồn thu nhập trong thời gian đến. Nhờ hiệu quả từ mô hình, gia đình chị đã mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, mua thêm bò giống, mở ra hướng đi mới để phát triển kinh tế. Thì trước đây hộ gia đình em thì được vào đây năm 2010. Thì hồi đó là làm công nhân cao su rất là vất vả. Năm 2019 thì được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã với ban đồn biên phòng trao tặng một con bò. Thì bây giờ đã sinh sản được một con. Gia đình đã vay mượn thêm tiền của Ngân hàng Chính sách Xã hội mua thêm 6 con bò nữa. Kinh tế gia đình cũng đỡ khó khăn hơn trước rất là nhiều. Đồng hành cùng phụ nữ biên cương đối với đồn biên phòng trong thời gian vừa qua đã phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt là phụ nữ xã tiến hành trao tặng quà, bàn giao bò cho hộ nghèo và tiến hành xây dựng các cái chuồng trại. Trong thời gian tới, đối với đồn biên phòng Gia Đa tiếp tục triển khai phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đặc biệt là phụ nữ xã trực tiếp đến các hộ nhà nghèo, hộ nghèo để từ đó chúng ta tiếp tục nhân rộng mô hình phát triển kinh tế. Để chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương có sức lan tỏa sâu rộng, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cấp hội, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình. Đến nay đã hỗ trợ 4 mô hình sinh kế cho 20 hội viên phụ nữ nghèo và trao 14 suất học bổng nâng bước em đến trường. Riêng tại xã Gia Đan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức trao một con bò sinh sản. Đến nay đã có thêm một bê con. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng trao số tiền 30 triệu đồng cho 3 hộ để phát triển kinh tế. Cùng với chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, mô hình phụ nữ khởi nghiệp do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai đã hỗ trợ 325 triệu đồng cho 10 hội viên mua bò sinh sản. Từ 20 con bò đến nay đã phát triển lên 53 con. Qua đó, nhiều hộ gia đình phụ nữ đã giảm bớt khó khăn, có hộ đã thoát nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ vững ổn định an ninh biên giới. Thực hiện cái chương trình đồng hành của phụ nữ biên cương trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã phối hợp tốt với các đồn biên phòng. Đối với các đồn thì trong thời gian qua cũng đã làm tốt cái công tác hỗ trợ làm chuồng trại và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc bò cho hội viên phụ nữ nghèo. Về thời gian tới thì hội cùng với các đồn biên phòng tiếp tục triển khai và nhân rộng mô hình đến cho các thôn đặc biệt khó khăn và 2 xã còn lại. Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới các cấp hội và các đồn biên phòng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là các chính sách liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, nâng cao kiến thức cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại khu vực biên giới. Duy trì, xây dựng mới các mô hình sinh kế bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hội cơ sở.
cũng như vận động hướng dẫn phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội cùng nhiều hoạt động khác.